Anh chưa? Đi. Anh nhẹ nó kêu lấy cho ba hùng bốn cái lần nữa. Có thấy là còn nhẹ hơn mấy lần nha con quỷ. Thôi nó nhà nó đẻ tầm 10 mấy độ. Đâu có 11 rồi hay là 9 độ à. Có bịt ly không? Chơi đi lên trong cái không vậy? Em hát bài thở ấm người. Alo, hát từ đâu? Em có gần đây không? Em gần. Anh quay trong em sẽ gặp nó ở tận giữa các gần trường giao thông vận tải. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau ăn lẩu đã rồi mới về nhà. Sao con cảm giác là không khí thế nào? Bình thường không lạnh một chút nào luôn. Nó có bằng cái máy lạnh phòng con không? Chưa. Chưa. Yếu hả? Chứ ba là ba thấy là hơi quá quá rồi. Quá yếu thì chắc mà. Chưa đi tỉnh chưa? Chưa tỉnh luôn. Nói chuyện với mọi người vài câu đi. Chú Hùng đang quay thôi chứ không like. Nó chưa tiếp nhận được cái sở trường của chú nó là trước ống kính. Anh ăn đây. Cho em một đĩa nữa anh nhá. Ăn đi cho đi. Ăn thế. Ăn đi. Hai đĩa. Nóng không? Tao đang chờ về báo hiếu. Hai vợ chồng em bằng tuổi nhau. Ngon đấy. Thưa cô. Chị. Bia ăn ngon lắm. Thưa gian không? Ngon lắm chờ đi rồi. Ngon. Tôi ăn đi con. Chờ đi. Thế như xinh ạ. Thế là mình đặt phòng. Ok luôn. Ngon chưa? Đấy là có đường. Nó có tí đường rồi. Thế thì con một đúng không? Thế là mua cho mình được nhờ rồi. Không có duy nhất trong nhà. Thế là được nhờ rồi, mua được nhờ rồi. Nhà anh cần tiền thì có sao anh cũng đi tiền cả. Cảm ơn anh nhanh. Thế là con em được nhờ đấy cả. Thôi về chỗ làm nó không về luôn. Thế đi về nhà cô cưng như dân chứng hứng lắm ha. Sao bây giờ mày sao có ý kiến gì? Mày nhớ quê hương hả? Kiểu sao sao lúc mà mày đi mày kêu huyết tâm, huyết tâm, huyết tâm. Giờ mày ra đây mày khóc mẹ sưng mẹ mắt. Con nhớ quê hương, con nhớ đồng bào, con nhớ bà là. Ui Cherry đi. Hả? Hôm nay mày thôi mà. Mẹ hiền dấu ơi, có nghe chân tiếng con cười. Nào, thể hiện sự quyết tâm đi con gái. Ủa ngày xưa lúc mà mày đi bụi rồi mày cũng xa mẹ mày cả bao thời gian đó có sao đâu. Giờ mày vừa mới qua mày đặt mày nhớ mẹ, nhớ quê hương, nhớ đất nước. Nó khác nhau gì đâu. Ở Sài Gòn cách nhau không xa nhưng mà không gặp được nhau thì cũng xa rồi. Nhưng mà cái này gặp được mà. Thì bây giờ ngày xưa mày đi bụi mày đâu có gọi điện được cho mẹ mày đâu. Giờ mày gọi về một cách nào? Tại vì tôi không gọi. Thì mày không biết gọi tôi mất cả thôi. Thì đúng rồi, thì đợt mày đi bụi mày đâu có liên lạc với mẹ mày. Có nghe. Liên lạc bằng cách nào? Mày nhờ bà hàng xóm hả? Mày có cái này Zalo Facebook mà. Ok. Đi bụi mà vẫn không đi bụi mà vẫn kết bạn Zalo Facebook có định vị cho mẹ mày biết. Lúc bên mày có định vị cho mẹ mày biết mày đang ở đâu? Mày đang bài, mày đi nhậu vẫn định vị, giờ mày định vị cho mẹ mày đi. Đó. Tối nay gọi điện hỏi. Mẹ ơi, mẹ sẽ nói. Mẹ đi là hai người à?
không nhậu đâu, bình thường mà. Mày cứ nói mẹ mày thế. Con cứ bên mẹ mà tới một ngày 7 ngày mẹ con nhậu 6 ngày còn ngày chưa. Đây giờ mày đặt nhớ mẹ nhớ quê hương đây, mày nói vài câu đi, tao gửi cho mẹ mày coi. Ờ đang đi rồi, ôi mừng quá con Mi nó đi rồi, ôi mừng quá. Mày biết lý do tại sao đấy rồi mà mày gọi điện không ai nhấc máy không? Đang liên hoan cả xóm đang giết bò, ôi con Mi nó đi rồi cả nhà. Yo, ôi mày nghe như mày. À, bởi vậy mày gọi có mỗi Ngọc Anh bạn tao nhấc máy, mẹ mày đâu có nhấc máy. Ôi đúng là trời lạnh quá, nó làm mình đau đầu. Thêm con này nó nói là nhằng nhiều và đau đầu. Mày thấy cháu tao cười mày. Mày thấy cháu tao cười. Nãy giờ nó ăn thì ít mà nước mũi nó xịt ra thì nhiều. Nãy giờ cái tờ này chắc phải tờ 58 rồi đó. Cười đi, cười. Giờ cho tôi về. Ok, giờ mình đi bộ từ Hà Nội về Sài Gòn để cho mày đó. Cho mày đi, mày thích đi lúc nào mày khởi. Đi bộ từ đây vào Sài Gòn cả 2 tháng. Là vừa luôn, là mày đi trên đường mày học bài luôn. Mày đọc Google Map đi, đó. Đường nào mày đọc. Đi từ đây vào đó, giống như kiểu ngày xưa bộ đội hành quân đó. Hôm nay mày làm thử thách đi. Thử thách đi bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn, hôm nay mình cứ đến đâu mình quá giang ở đó. Cách phải 2 tháng. Được rồi. Mình cái ấy, từ ơi, ôm nó chạy về Sài Gòn nha. Đó. Sao còn nhiều thịt ghê? Ừ, nghe mày lại nhảy suốt từ giờ, bây giờ tao bị đau đầu, tăng huyết áp. Tao nhớ mẹ luôn, chịu hết nổi rồi. Rồi, bây giờ mày nói tao nghe mày nhớ mẹ mày nhất ở cái điều gì? Không ngỡ. Cái gì? Phòng ngủ đấy thấy thấy nó chỉ nhớ cái phòng của nó. Ôm ngủ. À ôm ngủ và mẹ ôm mẹ bốc phét mỗi lần đi ngủ mày đóng mẹ cái phòng mày lại có ai ôm mày ngủ. Mày ôm cái mặt. Mẹ còn mày ôm em. Có vừa bu. Con ngủ mẹ con ngủ ở phòng ngoài nhé. Đâu có, con lúc này chưa vô. Mày chưa cai được sữa hả? Mà mẹ mày còn sữa cho mày bú luôn hả? Mày thấy Cherry cháu tao cười. Cherry thấy sao? Cherry nói đôi lời coi. Chị My lớn này mà giờ chị My vẫn còn ham sữa. Cherry có ý kiến gì không? Cherry giờ còn bú sữa không? Tất nhiên là không. Là sao? Uống sữa hộp thôi. À, nghĩa là chỉ uống sữa bình thôi. Mày còn chơi cả bú sữa mẹ giờ này. Đúng rồi, mày đổ sữa vô, mày đưa cái bình cho. Dạ em, rồi xong rồi lâu nhẫn nhớ bạn không vô phòng ngủ ngon, cảm ơn. À, bắt đầu. Tại vì biết sao không? Tại vì ở đó từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tới ra Sài Gòn. Bây giờ tết mới, tết hề chứ từ nào tới mới. Tại vì tao huyết áp vì mày. Em là Hà Đông. Hai thằng nữa. Có 60 ngày. Ngày xưa mày đi bụi còn 4 tháng được cái này xi nhê gì. Ngày xưa đi bụi không liên lạc được với mẹ. Đi bụi nhưng mà nhưng gặp đi gọn mà. Ủa? Nó khác nhau gì đâu? Mày cũng với mẹ mày cũng có gặp nhau đâu? Cứ dọc nha, gặp trong mà tôi chạy nha. Thì giờ mày gọi điện cho mẹ mày, nhớ thì gọi điện FaceTime. Đi cây. Mẹ mày chỉ liên hoan vui vẻ khi mà mày đi du học thôi. Chưa gì mà mày đã nói.
điện nãy giờ gần 100 mấy cuộc. Tao thấy mày gọi có 3 cuộc mà bây giờ mày đã lên nhân lên thành 300 cuộc. Gọi từ lúc ở trên máy bay từ nãy tới giờ. Thế tao vừa gọi đó, thấy không? Đang ăn liên hoan, đang ăn bò. Mọi người còn đang treo băng rôn là mừng con Mi ra khỏi xóm. Du học. Du học. Sáng gọi điện thấy cười ha há. Mẹ cười ha há. Đấy. Người ta đi lên đường nhập ngũ người ta phải liên hoan là đúng không? Du học là phải ăn mấy ngày mấy đêm. Con đi du học mà con chịu học quá. Ngày xưa cái gì ạ? Bạn Đông Thành mua tivi còn phải mua liên hoan nữa, không chỉ là mày đi xa. Nó tính là mua người ở Thái Bình. Nó bảo anh ạ, bây giờ em mua cái tivi gì nhà em mất 6 ông mình sẽ thôi. Cái tivi 6 ông cổ. 6 ông cổ. Cái nhà con Mi chắc phải 60 ông. 60 ông khao làng khao xóm. Con mình nó đã đi ra khỏi xóm. Nhân vật uy tín nhất nhất xóm. Ôi mẹ ơi, rất nhiều mẹ. Con đi qua 2 tháng rồi mà con cứ... Con đi bụi cả năm trời cho sơ sờ rồi khóc ú rồi. Chị Béng ơi, chị Béng ơi, chị Béng. Xin chào cả nhà nha. Ôi, buổi sáng Hà Nội lạnh quá. Thầy ăn sáng đây. Ê, đồ tao mà mày cứ đụng mày lung ta lung tung con này. Móc tiền. Móc cái mặt mày. Thấy cái tiền kìa. Nè, đây ngồi đây. Hôm qua ngủ ngon không con gái? Không. Không ngon đâu ha. Ngủ một mạch cái sáng. Sáng ngon. Thế lạnh quá. Tối cứ bị trực giác. Trực giác. Con ngủ từ 8 giờ tối đến 7 giờ sáng là trực giác. Không khí đây rất là se mát, se lạnh. Sầu riêng. Bay ơi. Đây. Phở của ấy, sầu riêng. Lạnh thật đấy. Cái gì vậy? Xong đi thay đồ đi con. Không. Mày tính mặc đến bao giờ? Chừng nào về Sài Gòn hả? 2 tháng nữa phải về. Này. Từ từ không có cái gì dựng nhỉ? Nè. Cái gì? Ông Thảo ở ngoài. Ở nhà. Người ta nói ngu thì không tự. Tao đánh bỏ mẹ hả? Bây giờ con này mặt nét. Thế gì kìa chứ. Ta. Tao không thấy cái dựng điện thoại ở đây luôn á. Ủa? Cái này là cái... Ủa? Vậy hả? Ừ. Thay nhìn nó tối quá nhỉ? À, bại. Tao ngoan đi. Tao hát mày chết rồi. Ok. Rồi, mời cả nhà ăn sáng nha. Đây là bữa ăn sáng đầu tiên của chúng tôi tại Hà Nội. Rồi, chúng ta ăn sáng xong rồi trưa chúng ta cùng nhau đi chơi. Ngắm cảnh Sài Gòn. À quên, ngắm cảnh Hà Nội. Nhớ Sài Gòn quá. Quan niệm không mà. Thế là chói dữ sao. Từ từ chị Thảo, cái này để đâu đó. Từ từ nha. Đây. Qua quay phòng học tập của mày. Bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau qua quay cái phòng học tập của em Mi. Chào gấu. Phòng học tập đây. Đấy, có bé gấu dễ thương không? Ấm áp. Cái này mà chưa lấy lại hả?
Rồi. Không gian học tập. Mát. Ủa, thoáng mát. Uầy, không khí nó tràn vào nhìn đúng là có sinh khí. Chứ mày ở những cái nhà mày bên dưới kia thì bóng đèn mập mờ. Nhà còn rộng, phòng còn rộng hơn cái phòng của tôi trong Sài Gòn đó. Nhét mày luôn. Sao con? Con đi à? Sao đắng quá vậy? Đắng quá, đắng quá. Mày mang sầu riêng qua đi. Không, ăn hết đi. Mày riêng là ăn muối hả? Ăn hết đi. Ngon à? Tôi tưởng ông lấy cái muối ở đây, không phải. Đúng rồi. Hồi nãy tao bẻ cái muối này từ một cái miếng to đùng ra, chứ không phải lấy từ cái miếng mà mày mẹ mày liếm lát ở đây. Mày không phải Hollywood, tao nhìn rõ luôn. Đây, cái muối này tao lấy từ cái cục to đùng này, tao bẻ đôi ra nè. Nó còn trong túi bóng nữa mà. Nó còn ở trong chất không nữa mà. Anh không nên tôi kể. Mày không có tác động được vào suy nghĩ của tao đâu. Sao? Là mấy cái muối này kìa. Đúng rồi nhá. Hột cho ông đi ối đã. Là mấy cái muối này nha. Tại tôi thấy nó đắng quá. Tôi ăn cái tôi lại hỏi cái. Thôi, mày không thể tác động suy nghĩ tao được. Thứ nhất, lúc mà mày bóc cái này ra là mày đang trước mặt tao, nó còn là trong túi chân không. Thứ hai, cái miếng mà tao ăn là tao bẻ từ một cái miếng to đùng ra. Cái miếng mày chưa hề đụng tới mà mày chỉ đụng đến ba cái miếng này. Ông ấy cái này tôi cắn rồi. Ôi trời, thôi mày, cái này mày càng bốc phét hơn. Cái mũi này là tao từ cái chỗ này tao bẻ đôi ra thì làm sao mày cắn được. Đấy, con này nó gian manh. Nè. Mày thôi, cái này tao bẻ từ cái mũi to này ra. Đây là cái vết đứt của đó, cái vết bẻ. Tôi cầm hai cái mũi. Thôi, mày không phải diễn xuất với tao. Đây, hai cha con mình đi thăm quan. Ui, nhà cô giáo 3 tầng luôn, thoải mái nha con. Ở đây còn đá banh đánh cầu lông còn được mà. Sân rộng quá trời. Ai giời ơi mọi người không? Đấy, con gái mình ở cái khung cảnh nó thiên nhiên như thế này. Thấy không? Nhà là phải có cây cối, mình dậy mình hít thở, thấy không? Không khí nó trong lành, quá đẹp luôn. Trời ơi, nhà quá trời rộng luôn. Đấy. Không khí mát mẻ trong lành như thế này mình mới có thể thay đổi được cái thói quen sinh hoạt. Hôm nay là con gái mình rất là giỏi nha mọi người. Hôm nay mấy giờ dậy nói? Nhớ mẹ cũng đâu có được đâu. Nhớ mẹ thì gọi cho mẹ thôi con. Những cái người họ đi du học mà nửa vòng trái đất đồ. Thì khi nào mẹ bắt mày nói chuyện. Nhiều khi mày gọi mẹ mày cũng đang ngủ hay là làm gì đó thôi. Tôi khóc mắt sưng luôn. Hôm qua mấy giờ dậy? Ôi trời, bốc phét thật chứ mẹ. Về đây làm nó ngủ luôn rồi. Ngủ được đâu dậy. Ngày xưa đi bụi không thể nói cái câu này để về với vòng tay của mẹ. Giờ đi du học cái nhớ gia đình, nhớ quê hương, nhớ mẹ gì, còn nhớ những trận đòn roi, những trận yeah. Hai mẹ con nhìn nhau với ánh mắt ngồi đâu. Cảm ơn. Trời ơi, nó ăn khô bò mà nó quất một gói to đùng ngã ngửa luôn. Kiểu gì này, mai mốt lại trả lên vài ký. Nhà quá rộng rãi. Sau khi tôi đi tham quan một vòng xung quanh, tôi thấy môi trường rất là yên tĩnh. Không khí trong lành, thoáng mát. Ra đây để rèn luyện bản thân chứ không phải để hưởng thụ một cuộc sống như ý mình mong muốn trong Sài Gòn, hiểu không con? Đó. Vào đây, vào cái nhà nó mát mẻ lạnh ấm áp. Đấy, góc học tập. Đấy, mai bỏ mấy cái này xuống ngồi đây học. Cô dạy chữ làm việc cho tất cả mọi cái. Đâu em đang quay lại ngược mà. Ừ. Có con mệt.
Gấu chơi vui quá gấu. Phải ăn nữa con. Đấy. Hôm qua ngủ con có ngủ con mơ giấc mơ gì không con? Con mơ không được gặp mẹ. Không lẽ ra con phải gặp trong mẹ chứ. Này mẹ hiền dấu yêu ơi, có nghe chăng tin con cười. Giờ này mẹ ở Bình Điền, con thì đang ăn khô bò. Nhớ mẹ hả? Nhớ dòng sữa của mẹ hả? Ai xa nhà thì nhớ. Mới xa có mẹ không khóc một tháng trời. Mới xa có hơn 10 tiếng phải nhớ là đúng rồi. Đúng. Cái đó là động lực với con. Con đừng nhớ cái thế giới, cái căn phòng ảo lấp lánh ánh đèn ảo mờ Canada của con nữa con ạ. Mình là quyết tâm thay đổi. Mình nhớ mẹ mới rồi. Nhớ mẹ thì gọi cho mẹ thôi con. Mới. Trời, tao có đứa em đi du học ở Mỹ đó. Bây giờ lúc nó mới đi như mày, nó khóc đòi sống chết đòi về. Giờ nó đòi sống ở bên Mỹ, rồi định cư bên Mỹ luôn kìa. Biết đâu mai mốt mình quốc tịch Hà Nội. Ta ra ta. Ủa em đâu đẹp trai. Em ta là nữ. Nữ hả? Ờ, chưa bên đây được. Lao. Giờ hết làm sao? Cái này. Giờ hết làm sao? Sao là sao? Mắt thư này là mày làm gì đấy? Hả? Trời ơi. Mày có bị sao đã trời lạnh như vậy mà mày đi mặc quần đùi luôn kìa. Lát nữa mày mặc quần dài vào tao. Không. Trời ơi. Lạnh ơi là lạnh luôn á. Vâng, đây là phong cách đi chơi của nó đấy bà con. Đấy. Nào vớ thì theo kiểu thiết kế Balenciaga. Đấy. Thấy không? Hay đấy, gọi như là hoành tráng luôn. Phong cách này là phong cách gì mà tôi cũng chưa thẩm nổi. Đây giá 250. À đấy, về Hà Nội lạnh bút người mà nó theo phong cách này tôi chưa thẩm nổi phong cách này. Phong cách của cô. Đấy, trong khi em gấu em mặc đồ như thế này. À, quần dài áo như thế này. Mày thì tao tưởng mày không mặc quần luôn á. Đấy, muốn ăn gì vậy? Đấy. Cái này đi, không được rồi con. Đắt không cho đấy phải. Đây là phòng thờ đó. Xin đi, xin các cụ đi để hãy lấy. Xin các cụ. Cắp tay xin lại. Con thích lấy gì con lấy. Diễn viên hài. Ôi lấy họ bánh bía. Bánh bía đây con. Nhà mình có bánh bía. Không lấy ở đây, bánh bía đây nhà con. Bánh bía đấy hả? Thích ăn bánh bía đấy hả? Thằng gà. Này con thích lấy gì con lấy. Ủa mày đi đâu vậy? Các cụ nhìn mày cười. Ủa mày mang vào phòng tao chi vậy? Ăn bên đấy. Ôi nó lại kiểu nó không. Hả? Mày mang cho tao mang về Sài Gòn hả? Ông em về em hả? Mai tao mới về mà. Ờ. Mà có nào đâu có ngủ quá này. Thì giờ mình đi chơi xong rồi lát nữa chiều tao mới về đây mà. Xong tối tao mới qua bên nhà ông anh tao. Con cởi quần đen ra được rồi. Không? Đã tiếp tục được, nó mặc được cái quần dài vào. Nó vẫn là hư rồi. Hư đâu hư? Hư rồi hư. Ông xem thoại sử dụng đi. Cứng á. Yeah, giờ chúng tôi sẽ cùng nhau đi Yo City để cùng nhau. Giờ cùng có con rồi. có thêm con mới đây gấu đi xuống cẩn thận nha. Rồi chúng ta let's go nha. Ok. Bây giờ thì cả gia đình chúng ta cùng nhau đi vào trong Yoya City để cùng nhau chơi nha, trượt patin các kiểu nha. Let's go. Rồi. Chúng tôi gồm tôi, Gấu, Mi, Cherry và Mr. Thành. Chúng ta cùng nhau phá đảo. Yeah, bây giờ chúng tôi đang có mặt tại hồ Cá Coi trong Yoya City. Cái gì? Cá này nó ăn gì bự vậy?
nó ăn thóc. Thế thì nóng quá hả? Tao đang lạnh thấy chết cha luôn, 14 độ mà nó cứ kêu nóng. Thôi số tiết trời. Mày điên à? Đang lạnh chết cha, tuyết với băng. Tao không vào được, đang lạnh vậy mà cái con này. Mẹ mày lạnh chết cha, đi vào đó đi trượt tuyết. Sài Gòn ta không chịu nổi rồi. Em có thấy cá đẹp không? Vâng, và 2 giờ thì chúng tôi mới vào bên trong để mà cùng nhau trượt băng. Và coi như là mẹ của gấu đã quyết định ra đây để mà chăm con. Hồi đấy đi chung thì không đi nhưng mà giờ đã xuất hiện rồi. Bây giờ chúng tôi đang có ở quảng trường của Yoya City. Nơi đây tôi đã từng chụp hình cách đây hơn 10 năm trước. Chú mấy tuổi rồi? Chú 32 rồi. 32 trừ 10. 22. 22 tuổi. Yes, sir. Chú ở Hà Nội. Lúc đó Cherry bé xíu. À quên, lúc đó... Con đã ra đời đâu? Rồi, lúc đó là Cherry làm gì đã ra đời nhỉ? Mày làm gì đó? Mát quá. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau ăn bữa cơm trưa. Đấy, và lát nữa thì con gái mình nó sẽ vào cái khu trượt băng ở đây để nó chơi. Nói chung là chỉ có Cherry với lại con gái mình nó trượt thôi. Đấy, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, mời cả nhà nhá. Vâng, đây là chúng tôi là những cái hội bô lão sẽ ngồi ở ngoài. Đây. Đâu rồi, đâu rồi. À, Cherry này, Cherry. Cherry ơi. Chào mọi người đây. Chết đã. Đây. Còn đây là không phải Cherry mà là Sari. Con ơi, đã chào mọi người cái rồi. Đây. Đấy, hai chị em là tung tăng. Chơi cho đá đi con. Rồi ngồi uống nước. Đi chơi là sướng ngay. Cherry trượt xịn đấy chứ. Nào, cảm nhận của bạn trẻ lần đầu tiên được trượt băng tại Hà Nội. Kem đấy Cherry ạ. Trả lời. Cherry, sau khi trượt băng xong thế sao? Đã không? Trời ơi, lắc đầu. Ok, chúng tôi đã kết thúc đi chơi buổi chiều ngày hôm nay xong. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được let's go. Bạn gấu, người chỉ tập trung vào vấn đề ăn, không có tham gia cuộc vui chơi. Đây là Cherry, ăn chơi nhiệt tình. Còn đây thì thôi, mình không còn ngôn từ nào để nói. Vâng, các bạn có thể nhìn miệng của cô ấy thì có thể biết được. Cô này thì cũng rất là nhiệt tình luôn. Sao?